Sáng ngày 7 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công trình thủy lợi Đắc Nờ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông đang bị sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ vỡ đập. Theo quan sát tại hiện trường, tuyến đường dẫn qua bờ đập bị xô lệch khoảng 10 đến 20cm. Quanh mố cầu, bờ đập xuất hiện nhiều vết nứt vỡ. Bên phải đập có một quả đồi được người dân trồng hồ tiêu, cà phê rộng khoảng 10 hectare đang bị sụt lún. Theo tính toán của ngành chức năng có khoảng 1 triệu mét khối đất nguy cơ bị sạt trượt. Ông Hiệp cho rằng, năm nay lượng mưa không lớn nhưng lại cấp tập vào một thời điểm. Tháng 7 năm 2023, lượng mưa tại Đắk Nông cao gấp 1,5 lần năm 2022 và cao hơn gấp đôi so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, tình trạng để mất rừng, thay đổi dòng chảy, mạch nước ngầm dẫn đến những hậu quả sạt trượt như hiện nay. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để các bộ ngành cùng phối hợp sửa lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện nay về các công trình hồ đập. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Thứ trưởng Hiệp đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để có giải pháp ứng phó, xử lý, đảm bảo tính mạng của người dân là trên hết. Tại hồ Đắk Nờ Tinh hiện vẫn còn dấu hiệu dịch chuyển, nguy cơ vỡ rất cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải tính toán đến kịch bản vỡ hồ. Nếu trường hợp hồ vỡ, mức độ thiệt hại phía hạ du như thế nào? Phải rà soát lại toàn bộ khu vực dưới hạ du, di dời hết người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm để giảm thiệt hại.